Đây là bài 7 trong loạt bài Tiếng Trung giao tiếp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Trong đoạn hội thoại trên, Ma Đại Vi nói chuyện với một bạn học sinh nữ. Nữ xế sở. Nữ xế sở. Nguyên văn là nữ học sinh. Hay nói học sinh nữ. Nữ xế sở. Nữ xế sở. Hãy thử nói nữ sinh. Nữ sinh. Nữ sinh. Nam sinh. Nam sinh. Nam sinh. Bạn trai. Nam bạn gái. Bạn gái. Nữ bạn gái. Học sinh nam, nguyên văn là nam học sinh. Nam xuế sở. Nam xuế sở. Xin hỏi. Chính vần. Chính vần. Hãy nói đây là bạn tôi. Chê sư của bạn yếu. Chê sư của bạn yếu. Hãy nghe từ Vương Tiểu Vân. Hoàng Xiao Yun. Hoàng. Hoàng. Xiao. Xiao. Yun. Yun. Hoàng Xiao Yun. Hoàng Xiao Yun. Hãy nhắc lại Vương Tiểu Vân. Hoàng Xiao Yun. Hoàng Xiao Yun. Mã Đại Vi. Mã Tào Uy. Lục Vũ Bình. Lưu Vũ Bình. Đinh Lực Ba. Đinh Lị Bô. Lâm Na. Lín Nả. Hãy nghe từ ký túc xá. Sủ sửa. Âm Hán Việt là túc xá. Sủ. Sủ. Sửa. Sửa. Sủ sửa. Sủ sửa. Ký túc xá. Sủ sửa. Sủ sửa. Hãy thử nói ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Nguyên văn là Vương Tiểu Vân của ký túc xá. Wang Xiao Yun de su shi. Wang Xiao Yun de su shi. Hãy thử nhắc lại bố mẹ của Ma Đại Phi. Ma Da Wei de ba ba ma ma. Mã Tả Uy de bà và mama. Học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học de xuế sở. Ngoại ngữ đại học de xuế sở. Ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Wang Xiao Yun de su shi. Wang Xiaoyun de su shi. Trong bài này, từ ký túc xá có nghĩa là phòng ký túc xá. Ở đây có nghĩa là phòng ký túc của Vương Tiểu Vân. Đây là ký túc của Vương Tiểu Vân à? Đây là phòng ký túc xá của Vương Tiểu Vân à? Đây là Wang Xiaoyun de su shi ma? 这是王小云的宿舍吗? 这是王小云的宿舍吗?
那是我的宿舍。那是我宿舍。 Hãy nói, xin hỏi, đây là ký túc xá của Vương Tiểu Vân à? 请问这是王小云的宿舍吗? 请问这是王小云的宿舍吗? 吗? 嗯, vào. 是,请进. 是,请进. Hãy nghe từ ngồi. Zuo. Zuo, âm Hán Việt là tọa. Zuo. Zuo. Mời ngồi. Chính zuo. Chính zuo. Hãy nói mời vào, mời ngồi. Chính jìn, chính zuo. 请进，请坐。 Mời uống cà phê. 请喝咖啡。请喝咖啡。 Hãy thử nói, mời uống, đây là cà phê Việt Nam. 请喝，这是越南咖啡。 请喝，这是越南咖啡。 Có ngon không? 好喝吗? 好喝吗? Hãy nói lại, xin hỏi, đây là ký túc xá của Vương Tiểu Vân phải không? 请问，这是王小云的宿舍吗? 请问这是王小鱼的宿舍吗? 对, mời vào, mời ngồi. 是,请进,请坐. 是,请进,请坐. Cảm ơn. Xie xie. Âm Hán Việt là tạ tạ. Xie. Xie. Xie xie. Thanh bốn và thanh nhẹ. Hay nói cảm ơn. Xie xie. Xie xie. Cảm ơn anh. 谢谢你。谢谢你。 Hãy nghe từ ở tại. 在. Âm Hán Việt là tại. 在. 在. Có ở đây không? 在吗? 在吗? Ở đây có nghĩa là có ở tại phòng ký túc.